Quyển 24, thứ 13, thành phần địa, phần đầu giúp giả sứ xuất ly địa, thứ 3, 3. G, đầu đêm cuối đêm, thường siêng tu tập tỉnh thức du giả. Sao gọi là đầu đêm, sao gọi là cuối đêm, sao gọi là tỉnh thức du giả, sao gọi là thường siêng tu tập tỉnh thức du giả? Nói đầu đêm, trong một đêm chia ra làm 4 phần, quá phần đầu và một phần kế tiếp gọi là đầu đêm. Nói cuối đêm, trong 4 phần của đêm hơn một phần sau gọi là cuối đêm, tỉnh thức du giả. Như đã nói, vào ban ngày kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng, đến đầu đêm kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng cũng vậy. Sau đó ra ngoài chú xứ rửa chân sạch sẽ, trở vào chú xứ nằm nghiêng hồng bên phải, chân chống lên nhau trụ tưởng quang minh, chánh niệm chánh biết, tư duy khởi tưởng khéo léo mà nằm. Đến cuối đêm nhanh chóng thức dậy, kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng. Siêng năng tu tập tỉnh thức du giả, như có đệ tử Phật đã được nghe pháp tỉnh thức du giả nên vui muốn tu học. Vị kia nương theo tỉnh thức du giả tác niệm như vậy: ta ở nơi đó đã được chọn nghe Đức Phật dạy về tỉnh thức du giả, ta phải phát tâm vui muốn, tinh tấn cẩn mẫn, phát khởi sức dõng mãnh vượt qua, sách tấn trong lòng gắng sức liên tục không gián đoạn, quyết chắc vượt qua những ngăn tre không thể chế phục. Trong đây sao gọi là vào ban ngày kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng? Nói lúc ban ngày là từ khi mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn. Nói kinh hành là trong chu vi chiều dài chiều rộng vừa phải, nghiệp thân tương ưng, hoặc đi qua hoặc đi lại. Nói tĩnh tọa như có người hoặc trên giường lớn, hoặc trên giường dây nhỏ, hoặc trên tòa bằng cỏ lá, ngồi kết già thân đoàn nghiêm, tránh nguyện an trụ niệm trái lìa bối niệm. Nói chướng là năm chủng cái. Những gì là năm? Đó là tham dục cái, sân khỏe cái, hôn trầm thủy miên cái, trạo cử ác tác cái và nghi cái. Nói pháp thuận chướng là pháp năng dẫn dắt cái, thuận theo cái. Gì là pháp thuận cái? Là tướng tịnh diệu, tướng sân khỏe, tướng tối tăm, tướng tầm tư về thần thuộc, đất nước bất tử, hoặc truy đuổi nhớ nghĩ những việc cười đùa vui vẻ đã qua ở ba thời, hoặc suy nghĩ pháp phi lý ở ba thời. Hỏi: khi kinh hành từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng, sao nói là từ pháp chướng kia tịnh tu trong lòng? Đáp: tức là từ hôn trầm thụy miên cái, cùng với pháp chướng năng dẫn hôn trầm thụy miên tịnh tu nơi lòng. Vì trừ bệnh kia ở nơi tướng quang minh, khéo léo tinh cẩn gấp rút khẩn thiết, khéo chọn lọc, khéo tư duy, khéo hiểu rõ, khéo thông đạt, lấy tâm cầu hữu với tướng quang và tâm cầu hữu với tướng minh, đến lui kinh hành, hoặc ở chỗ ẩn khuất, hoặc ở chỗ trống trải. Khi đi kinh hành, tùy duyên vào một cảnh giới tịnh diệu, cực thiện hiển hiện, khiến kích lại sách tấn nơi lòng. Đó là hoặc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, hoặc trở lại niệm thiên. Hoặc ở nơi các pháp tương ứng với quá hoạn của tướng hôn trầm thụy miên, về đoạn trừ kia dùng vô lượng môn hủy chê của trắc lỗi lầm của hôn trầm thụy miên, hoặc dùng vô lượng môn xương khen tán thán công đức của việc vĩnh viễn đoạn tận hôn trầm thụy miên, như thế kinh ứng tụng ký biệt phúng tụng tự thuyết nhân duyên thí dụ, bổn sự bổn sanh phương quảng khi pháp luận nghị. Lại vì đoạn trừ kia ở nơi chánh pháp đã được nghe phải thọ trì, dùng âm thanh lớn hoặc đọc hoặc tụng, vì người khai mở chỉ dạy cùng với tư duy các nghĩa xứng lượng quan sát, hoặc quán góc vuông, hoặc xem sao chẳng đường đi của chúng, hoặc lấy nước lạnh rửa chân, rửa mặt, rửa mắt. Do đây hồn trầm thụy miên trên cái chưa sanh, chẳng thể sanh, đã sanh được hiển trừ, dùng những phương tiện như vậy từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng. Hỏi: khi tĩnh tọa từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng, sao nói là từ pháp chứng kia tịnh tu trong lòng? Đáp: do bốn pháp chứng tịnh tu trong lòng, đó là tham dục sân khỏe, trạo cử, ác tác, nghĩ cái, cùng với pháp năng dẫn pháp chứng kia tịnh tu trong lòng. Vì khiến tham dục triển cái đã sạch nhanh chóng trở sạch, vì muốn xa lìa thật xa tham dục triển cái trở sanh, nên ngồi kết giả thần đoàn nghiêm, tránh nguyện an trụ niệm trái lìa. Lúc ấy hoặc quán xanh bầm, máu ứ, hoặc quán máu mủ thối giữa, hoặc quán biến hoại, hoặc quán trương sình, hoặc quán bị cẩm thú cắn xé ăn nuốt, hoặc quán trơ xương, hoặc quán xương cốt, hoặc quán móc nối liền, hoặc quán xương móc nối liền nhau, hoặc khởi ý tư duy, tùy theo một tướng hiển thiện định, hoặc đường theo chánh pháp, tương ứng với sự tuyên thuyết các quá hạn của tham dục, như khế kinh ứng tụ ký biệt cho đến nói rộng. Và trong pháp đây, vì đoạn trừ tham dục, dùng vô lượng môn của trách hủy chê các lỗi lầm của tham dục, ái dục, chất chứa dục, giữ gìn dục, chấp đắm dục,
lại dùng vô lượng môn khen ngợi tán thán công đức của việc vĩnh viễn đoạn dứt tất cả tham dục. Vì đoạn trừ tham dục nên nơi tránh pháp đầy, lắng nghe thọ trì lời khéo thông lợi, ý khéo tầm tư, cái nhìn khéo thông đạt, cũng tức là như pháp đầy tĩnh tọa, như lý tư duy. Do nhân duyên đầy, tham dục chuyển cái chưa sanh chẳng thể sanh, đã sanh liền khiển trừ. Dùng những phương tiện như thế gọi là từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng. Đối với xuân khẻ cái có sự sai khác, đó là khi tĩnh tọa như vậy, dùng tâm cầu hữu với từ không oán không thù, không tổn không não, tông rộng lớn vô lượng, cực khéo tụ tập, pháp khởi thắng giải đầy đủ an trụ trải khắp một phương. Rồi phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư cũng vậy, pháp khởi thắng giải đầy đủ an trụ trải khắp trên dưới các bên phổ biến tất cả vô biên thế giới. Còn lại như trước đã thuyết, đối với trạo cử ác tác cái có sự sai khác, đó là khai tĩnh tọa như vậy, khiến tâm an trụ bên trong, thành tựu trọn vẹn nhất hướng, chứng đắc tam ma địa. Còn lại như trước đã thuyết, đối với nghi cái đây có sự sai khác, đó là khi tĩnh tọa như vậy, ở đời quá khứ, ở đời vị lai, ở đời hiện tại, không được tăng ý tư duy không như lý. Ta ở quá khứ là từng có chăng, là từng không chăng? Ta ở quá khứ là từng có gì, từng có như thế nào? Ta ở vị lai là sẽ có chăng, sẽ có thế nào? Ta ở hiện tại cái gì đang có như thế nào? Này hữu tình, đây từ đâu mà đến, và đây chết rồi sẽ đi về đâu? Ở đây hết thảy tác ý tư duy không như chánh lý như vậy, phải chân chánh xa lìa, phải như lý tư duy đời quá khứ vị lai hiện tại, tức là chỉ thấy có pháp, chỉ thấy có sự, biết có là có, biết không là không, chỉ quán có nhân, chỉ quán có quả. Đối với việc thật không, không tăng không giảm, đối với việc thật có, không hủy không báng, đối với việc thật có, phải biết thật có ở trong tất cả pháp vô thường, khổ không vô ngã, rõ biết vô thường, khổ không vô ngã, thường dùng tư duy như lý như vậy. Bèn ở chỗ Phật không nghi không hoặc, còn lại như trước đã thuyết, đối với pháp, đối với tăng, đối với khổ tập diệt đạo, đối với nhân và các pháp do nhân sanh cũng không nghi không hoặc, còn lại như trước đã thuyết. Lại đối với sân khỏe cái nên khởi nghĩ như vậy, vì đoạn trừ sân khỏe và tướng sân khỏe và nơi tránh pháp đây, nên lắng nghe thọ trì cho đến nói rộng. Đối với trạo cử ác tác cái nên khởi nghĩ như vậy, vì đoạn trừ trạo cử ác tác và pháp thuận chuyển cái kia, ở nơi tránh pháp đây nên lắng nghe thọ trì cho đến nói rộng. Đối với nghi cái nên khởi nghĩ như vậy, ở đoạn trừ nghi cái và pháp thuận chuyển cái kia, ở trong tránh pháp đây nên lắng nghe thọ trì cho đến nói rộng. Dùng phương tiện như vậy, từ tham dục sân khỏe hôn trầm thụy miên, trạo cử ác tác nghi cái và pháp thuận chuyển cái kia, tịnh tu trong lòng. Cho nên nói rằng kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng, như vậy đã nói do sự tăng thượng của pháp, từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng, lại có do sự tăng thượng của chính mình và sự tăng thượng của thế gian, từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng. Sao gọi là do sự tăng thượng của chính mình? Như có người trong các cái có một chùm cái tùy khởi, liền tự rõ biết đây không phải thiện pháp, ở nơi cái sanh khởi không chấp chặt, mau chóng giả bỏ rồi đuổi lại ra, lại năng tự mình quan sát cảm thấy chỗ đã sanh khởi đây, đã sanh khỏi cái đầy thật đáng xấu hổ, khiến tâm bị nhiễu não, khiến tuệ trở nên yếu kém, đây là phẩm tổn hại. Như vậy gọi là do sự tăng thượng của chính mình, từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng. Sao gọi là do tăng thượng của thế gian, từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng? Như có người ở trong các cái có một chủng cái tùy khởi, nếu khi sắp sanh khởi liền tác niệm đây, nếu cái chưa sanh mà lại sanh khởi ở nơi ta, sẽ bị đại sư của trách, cũng bị chư thiên và các đồng phạm hạnh có trí dùng pháp chế trách. Do người kia khéo nghĩ về thế gian như vậy, nên các cái chưa sanh khiến không thể sanh, các cái đã sanh liền nhanh chóng xả bỏ. Như vậy gọi là do sự tăng thượng của thế gian, từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng. Lại vì giữ gìn các ngọa cụ thuận oai nghi của thế gian, vào đầu đêm kinh hành tĩnh tọa, từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng. Đã từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng rồi, ra ngoài chú xứ rửa trần sạch sẽ, rửa sạch trần xong trở vào chú xứ, như pháp nằm ngủ để trưởng dưỡng đại chủng của thân. Đại chủng đã được tăng trưởng rồi, thân được tăng thêm lợi ích, chuyển vận thành sức khỏe, có đủ khả năng thường thuận theo gia hạnh thiện pháp không gián đoạn. Hỏi, vị nhân duyên gì nằm nghiêng không bên phải? Đáp, tướng pháp như vậy giống như sư tử chúa. Hỏi, tướng pháp đây sao gọi là giống như sư tử chúa? Đáp, sư tử là chúa tể trong buồng thú, dũng mãnh bậc nhất, bậc bí sổ cũng vậy.
Pha xiềng tinh tấn dũng mãnh ở nơi việc thường tu tập tỉnh thức du giả thật là bậc nhất. Do nhân duyên đây nên cùng với sư tử chúa có tướng pháp nằm giống nhau, chẳng phải như cách nằm của quỷ, của trời, của người thọ hưởng dục. Do tất cả loài kia lời biếng giải đã được tinh tấn hạ liệt bạc nhược, lại tướng pháp nằm nghiêng hông bên phải giống sư tử chúa là lẽ tự nhiên. Khi nằm tư thế như vậy, thần không trạo lạ, niệm không bị quên mất, ngủ không quá say, không thấy ác mộng. Cách nằm khác với tướng đây phải biết có đủ tất cả lỗi lầm trái với tướng trên, cho nên nói nằm nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên nhau. Sao gọi là trụ tưởng quang minh khéo léo mà nằm ở nơi tướng quang minh khéo léo, tinh cẩn khẩn thiết, khéo nắm giữ, khéo tư duy, khéo hiểu rõ, khéo thông đạt. Khéo léo mà nằm tức là tư duy các quang minh của chư thiên cầu hữu nơi tâm. Do nhân duyên đầy, tuy có nằm ngủ mà tâm không bị hồn ám. Như vậy gọi là trụ tưởng quang minh khéo léo mà nằm. Sao gọi là chánh niệm khéo léo mà nằm? Nếu ở nơi các pháp đã được nghe, đã tư duy, đã tu tập trở nên thuần thục, thể tánh thuần thiện, thể năng dẫn phát, nghĩa lợi, do vì chánh niệm cho đến nằm mộng cũng thường theo đó chuyển. Do vì chánh niệm nên trong lúc ngủ mộng cũng thường không quên mất, khiến cho tướng pháp của kia phần mình hiện tiền. Tức ở nơi pháp kia tâm thuận theo đó quan sát nhiều hơn. Do vì chánh niệm thuận theo điều đang niệm nên ngủ trong trạng thái tâm thiện hoặc trạng thái tâm phổ ký. Đây gọi là chánh niệm khéo léo mà nằm. Sao gọi là chánh biết khéo léo mà nằm? Đang ngủ ở trong chánh niệm, nếu lúc đó có một phiền não hiện tiền phát khởi khiến tâm bị nhiễm ô nhiễu não, ở nơi phiền não đang lúc hiện tiền sanh khởi đây, đang chân chánh nhận thức rõ ràng khiến nhanh chóng xả bỏ, không bị chìm sâu, đã thông đạt rồi khiến tâm trở lại vắng lặng. Đây gọi là chánh biết khéo léo mà nằm. Sao gọi là tư duy khởi tưởng khéo léo mà nằm? Trước phải sách tấn khích lệ tâm, sau mới nằm ngủ. Lúc nằm ngủ mới mỗi phải tỉnh thức, tâm chẳng nên phóng túng như con hiều chạy trong rừng hoang, thuận theo nhập vào ngủ nghỉ. Lại khởi nghĩ này, ta này ở chỗ chư Phật đã khai mở về pháp tỉnh thức du giả, tất cả đều phải thành tựu trọn vẹn. Vì khiến thành tựu trọn vẹn phải an trụ vui thích giả hạnh tinh cần mạnh mẽ nhiệt huyết. Lại tác nghĩ này, ta này vì tu tập tỉnh thức du giả cần phải chân chánh phát khởi siêng năng an trụ tinh tấn. Vì muốn tu tập các phát thiện cần phải chân chánh siêng năng mạnh mẽ vượt qua các lưới biếng, khởi phát đầy đủ siêng năng tinh tấn tăng gấp bội từ đầu đêm nay cho đến sáng sớm mai. Nên biết trong đây do tư duy khởi tưởng thứ nhất nên không ngủ say, lúc thức giấc nhanh chóng bật dậy, vì thế chọn không quá giờ mới thức dậy. Do tư duy khởi tưởng thứ hai, năng ở nơi tư thế nằm như sư tử chúa đã được nghe mà chư Phật đã khai mở như pháp mà nằm không tăng không giảm. Do tư duy khởi tưởng thứ ba, khiến vui muốn thiện pháp thường không quên mất, để có lạc niệm nhưng về sau năng truyền truyền thọ học khiến không đoạn dứt. Như vậy gọi là tư duy khởi tưởng khéo léo mà nằm. Lại trong đây sao gọi là vào cuối đêm nhanh chóng tỉnh thức kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng. Nói cuối đêm tức là một đêm có bốn phần, quá một phần sau gọi là phần cuối đêm. Do người kia trụ tưởng quang minh như vậy, chánh niệm chánh biết tư duy khởi tưởng khéo léo mà nằm. Trong phần giữa đêm tức là trong bốn phần của đêm, quá phần thứ nhất mới chính thức nằm ngủ, khiến lúc thức dậy thần có khả năng khảm chịu, thức dậy đúng giờ, không bị triển cái của hôn trầm thủy miên phẩm thượng quấy nhiễu, làm cho lúc sắp dậy ám độn vẻ oải giải đãi lười biếng. Do không bị ám độn vẻ oải giải đãi lười biếng như vậy, lúc vừa tác ý, nhanh chóng bật dậy không mấy khó khăn, từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng như trước đã nói. Như vậy đã biện rộng đầu đêm cuối đêm thường sinh tụ tập tỉnh thức dù già. Lại nghĩa tóm lược của phần này như thế nào? Đó là lược có bốn chỗ việc làm chân chánh của bộ đặc giả La Sĩ Phu thường sinh tu tập tỉnh thức du giả. Những gì là bốn? Một, cho đến lúc thức dậy thường không xả lìa việc tu tập phẩm thiện dũng mãnh tinh tấn không gián đoạn, thường thuận theo tu tập thiện pháp. Hai, nằm ngủ đúng thời, không nằm ngủ phi thời. Ba, không có tâm nhiễm ô mà tập quen ngủ nghỉ hạ huống tâm nhiễm ô. Bốn, thức dậy đúng giờ, không dậy quá giờ. Vì nương bốn việc làm chân chánh của Bồ Đặc Giả La đây mà chư Phật Thế Tôn vì chúng thành phần tuyên dạy tu tập tỉnh thức du giả. Sao gọi là tuyên dạy? Hoặc đã nói vào ban ngày kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng, vào đầu đêm kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chứng tịnh tu trong lòng. Do lời đây tức tuyên dạy chủng việc làm thứ nhất như vậy, cho đến lúc thức dậy không xa lìa tu tập phẩm thiện rõ mãnh tinh tấn không gián đoạn, thường thuận theo tu tập phẩm thiện. Hoặc lại nói ra ngoài chú xứ rửa chân sạch sẽ, trở vào chú xứ nằm nghiêng hông bên phải, chân chồng lên nhau.
Do lại đây, tức tuyên dạy chủng việc làm thứ hai như vậy, nằm ngủ đúng thời, không nằm phi thời. Hoặc lại nói lời, trụ tưởng quang minh, chánh niệm, chánh biết, khởi tưởng tư duy khéo léo mà nằm. Do lại đây, tuyên dạy chủng việc làm thứ ba như vậy. Không có tâm nhiễm ô, mà tập quen ngủ nghỉ hạ vướng tâm nhiễm ô. Hoặc lại nói lời, ở phần cuối đêm, nhanh chóng thức dậy, kinh hành tĩnh tọa từ pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng. Do lại đây tuyên dạy chủng việc làm thứ tư như vậy, dậy đúng giờ không dậy quá giờ. Trong đó có nói trụ tưởng quang minh, chánh niệm chánh biết, khởi tưởng tư duy khéo léo mà nằm. Đây hiện rõ bởi hai duyên, đó là do chánh niệm và do chánh biết khiến tâm không nhiễm ô, mà tập quen ngủ nghỉ hà hướng tâm nhiễm ô. Việc đây lại thế nào? Do chánh niệm nên đối với sở duyên thiện nhất tâm thúc liễm mà nằm ngủ. Do chánh biết nên đối với sở duyên thiện tầm thối thất sanh khởi phiền não, liền nhanh chóng nằm năng tránh rõ biết. Như vậy nói do hai nhân duyên, do hai duyên đầy cần thiết đối với tầm không nhiễm ô mà có thói quen ngủ nghỉ hạ hướng tầm nhiễm ô. Lại có hai duyên, đó là do trụ tưởng quang minh và do tư duy khởi tưởng nên thức dậy đúng giờ, dậy không quá giờ. Việc đây thế nào? Do trụ tưởng quang minh và do tư duy khởi tưởng nên không ngủ mê mệt, không bị ngủ nghỉ trói buộc, năng theo đuổi hạnh viễn ly. Như vậy nói do hai duyên đầy mà thức dậy đúng giờ, dậy không quá giờ. Như vậy tuyên nói nghĩa tóm lược của thường xuyên tu tập tỉnh thức du giả. Trước cũng đã tuyên nói giải thích biện biệt rộng nghĩa, tất cả gọi chung là đầu đêm cuối đêm thường xuyên tu tập tỉnh thức du giả. Hát sao gọi là an trụ chánh biết, như có người hoặc đi hoặc về, an trụ chánh biết, hoặc thấy hoặc nhìn, an trụ chánh biết, hoặc cò hoặc duỗi, an trụ chánh biết, mặc y tăng giả lê và giữ y bát, an trụ chánh biết, hoặc ăn hoặc uống, hoặc nếm hoặc nhai, an trụ chánh biết, hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm, an trụ chánh biết, hoặc nói hoặc im, an trụ chánh biết, khi tỉnh thích tỉnh thức an trụ chánh biết, lúc ngủ giải lao an trụ chánh biết, trong phần hoặc đi hoặc về an trụ chánh biết. Sao gọi là đi, sao gọi là về, sao gọi là đi về an trụ chánh biết. Nói đi đó là như có người đi đến xóm làng, đi vào xóm làng, đi đến nhà quyến thuộc, đi vào nhà quyến thuộc, đi đến đạo tràng, đi vào đạo tràng. Nói về, đó là như có người trở về từ xóm làng, trở về từ trong xóm làng, trở về từ nhà quyến thuộc, trở về từ trong nhà quyến thuộc, trở về từ đạo tràng, trở về từ trong đạo tràng. Nói đi về an trụ chánh biết, đó là đối với việc đi đến của mình, chánh biết ta đi, và đối với việc đi về của mình, chánh biết ta về. Đối với chỗ nên đi và chỗ chẳng nên đi, phải tránh rõ biết. Đối với chỗ nên về và chỗ chẳng nên về, phải tránh rõ biết. Đối với lúc nên đi và lúc chẳng nên đi, phải tránh rõ biết. Đối với lúc nên về và lúc chẳng nên về, phải tránh rõ biết. Đối với việc nên đi và việc chẳng nên đi như vậy, phải tránh rõ biết. Đối với việc nên về và chẳng nên về, phải tránh rõ biết. Đây gọi là tránh biết. Người kia do thành tựu tránh biết đây, nên tự biết mà đi, tự biết mà về. Đi đến chỗ nên đi đến, không đến chỗ không nên đến, trở về chỗ nên trở về, không về chỗ không nên về. Đúng thời mà đi về, chẳng phải phi thời. Quán sát sắc hình, trùng lại hoạt động, ngừng nghỉ phép tắc, lễ tiết oai nghi của xứ đó. Mà nên đi nên về, như vậy mà đi, như vậy mà về, như vậy gọi là hoặc đi, hoặc về, an trụ tránh biết. Trong phần hoặc thấy hoặc nhìn an trụ chánh biết, sao gọi là thấy, sao gọi là nhìn, sao gọi là thấy nhìn an trụ chánh biết. Nói thấy, như trước các việc được liệt kê, hoặc đi đến hoặc trở về, trước chưa có tuệ làm tiền dẫn, trước không dụ công, trước không có vui muốn, ở trong khoảng thời gian đó mắt thấy các sắc, đây gọi là thấy. Nói nhìn như trước các việc được liệt kê, hoặc đi đến hoặc trở về, trí huệ, trí tuệ hiểu biết làm dẫn đầu, dụ công làm dẫn đầu, vui muốn làm dẫn đầu, mà thấy các sắc như là hoặc vua, hoặc đồng bậc vua, hoặc quan lại, hoặc thướng dân, hoặc bá la môn, hoặc cư sĩ, hoặc trưởng giả, hoặc thường chủ, nhiều tài bảo hoặc các vật khác bên ngoài, như nhà cửa, đền đài, lăng miếu, hoặc những việc tạp ngoài thế gian. Nhìn thấy hết thảy việc đây gọi là nhìn, lại ở tướng đó nhìn thấy tự tướng, năng tránh rõ biết. Đối với việc nên thấy, đối với việc nên nhìn, nên tránh rõ biết. Lúc nên thấy, lúc nên nhìn cũng phải rõ biết. Như việc nên thấy, như việc nên nhìn đang tránh rõ biết. Đây gọi là tránh biết, do người kia thành tựu tránh biết đây. Tự biết mà thấy, tự biết mà nhìn. Thấy việc nên thấy, nhìn việc nên nhìn, lúc nên thấy, lúc nên nhìn mà thấy nhìn đúng đắn. Như điều nên thấy, như điều nên nhìn, như vậy mà thấy, như vậy mà nhìn.
Như vậy gọi là hoặc thấy hoặc nhìn an trụ chánh biết. Trong phần hoặc co hoặc duỗi an trụ chánh biết, sao gọi là co, sao gọi là duỗi, sao gọi là hoặc co hoặc duỗi an trụ chánh biết. Người kia lúc thấy lúc nhìn như vậy, hoặc đi đến làm dẫn đầu, hoặc trở về làm dẫn đầu, hoặc co duỗi cánh tay, hoặc co duỗi bàn tay, hoặc co duỗi chân chánh, hoặc co duỗi một chi phần nào đó, đây gọi là co duỗi. Hoặc ở mỗi tướng co duỗi năng chánh rõ biết, hoặc sự việc co duỗi năng chánh rõ biết, hoặc lúc có duỗi năng chánh rõ biết, hoặc có như vậy và duỗi như vậy năng chánh rõ biết, đây gọi là chánh biết. Do người kia thành tựu chánh biết đây, đối với có duỗi tự biết mà có, tự biết mà duỗi, đối với việc nên có mà có, đối với việc nên duỗi mà duỗi, lúc nên có mà có, lúc nên duỗi mà duỗi, như việc nên có như vậy mà có, như việc nên duỗi như vậy mà duỗi, như vậy gọi là hoặc có hoặc duỗi an trụ chánh biết. Trong phần giữ tăng giả lê và giữ y bát an trụ chánh biết, sao gọi là giữ tăng giả lê, sao gọi là giữ y, sao gọi là giữ bát, sao gọi là giữ tăng giả lê và giữ y bát an trụ chánh biết. Đại y hoặc 60 điều hoặc 9 điều hoặc có hai lớp gọi là y tăng giả lê, chăn mền quần áo thọ dùng có thể bảo vệ giữ gìn cho thân thể gọi là giữ, hoặc có y trung, hoặc có y hạ được giữ làm y, hoặc có y dài, hoặc phải làm sạch, hoặc đã làm sạch, tất cả như thế gọi là y. Chăn mền quần áo thọ dùng có thể bảo vệ giữ gìn cho cơ thể gọi là giữ, hoặc đồ dùng có chức năng chứa được giữ gìn, được sử dụng để khất thực hoặc bằng sắt hoặc bằng sành gọi là bát. Hiện tại thọ dụng có thể bảo vệ gọi là giữ như vậy, hoặc tăng giả lê, hoặc y, hoặc bát, hoặc sạch, hoặc không sạch, năng tránh rõ biết. Tùy theo lúc đã giữ, nên giữ hoặc tăng giả lê, hoặc y hoặc bát năng tránh rõ biết, nếu hoặc tăng giả lê hoặc y hoặc bát như vậy nên giữ như vậy năng tránh rõ biết, đây gọi là chánh biết. Do người kia thành tựu chánh biết đây, nên đối với vật nên giữ hoặc tăng giả lê hoặc y hoặc bát tự biết mà giữ, lúc nên giữ năng trần tránh giữ, như vật nên giữ như vậy mà giữ, như vậy gọi là giữ y tăng giả lê và giữ y bát an trụ chánh biết. Trong phần hoặc ăn hoặc uống hoặc nhai hoặc nếm an trụ chánh biết, sao gọi là ăn, sao gọi là uống, sao gọi là nhai, sao gọi là nếm, sao gọi hoặc ăn hoặc uống hoặc nhai hoặc nếm an trụ chánh biết. Các sở hữu dùng để thọ dụng ăn uống gọi chung là ăn. Đây lại có hai loại, một là ăn, hai là nếm. Ăn như ăn bánh, lương khô, cháo, cơm canh, các loại thức ăn chế biến khác có thể ăn, năng nuôi dưỡng mạng sống. Hết thảy loại như vậy đều gọi là nếm, cũng gọi là ăn. Nếm, nếm sữa, lạc, sành tô, thục tô, dầu, mật, đường, cá, thịt, chả, quả mới hái, hoặc chủng chủng thực phẩm ăn được, tất cả như vậy gọi chung là nếm, cũng gọi là ăn. Uống đó là hoặc nước mía, hoặc nước đường phèn, hoặc nước cơm, cho đến nước trong, gọi chung là uống. Nếu ở nơi sở hữu tự tưởng như vậy, hoặc ăn hoặc uống, hoặc nếm hoặc nhai, năng tránh rõ biết, hoặc đối với tất cả vật ăn uống nếm nhai, năng tránh rõ biết, hoặc lúc ăn lúc uống, lúc nếm lúc nhai, năng tránh rõ biết, hoặc đối với việc nên ăn nên uống nên nếm nên nhai năng tránh rõ biết, đây gọi là chánh biết. Do người kia thành tựu chánh biết đây, nên đối với sở hữu hoặc ăn hoặc uống hoặc nhai hoặc nếm của bản thân, tự biết mà ăn, tự biết mà uống, tự biết mà nhai, tự biết mà nếm, đối với vật nên ăn, đối với vật nên uống, đối với vật nên nhai, đối với vật nên nếm, thì chánh ăn, chánh uống, chánh nhai, chánh nếm. Đúng lúc nên ăn, đúng lúc nên uống, đúng lúc nên nhai, đúng lúc nên nếm. Như vật nên ăn cho đến như vật nên nếm, như vậy mà ăn cho đến như vậy mà nếm, như vậy gọi là hoặc ăn hoặc uống hoặc nhai hoặc nếm an trụ chánh biết. Trong phần hoặc đi hoặc đứng nói rộng cho đến hoặc ngủ hoặc nghỉ, hoặc ngủ nghỉ dài lao an trụ chánh biết, sao gọi là đi, sao gọi là đứng, sao gọi là ngồi, sao gọi là nằm, sao gọi là tỉnh thức, sao gọi là nói, sao gọi là im, sao gọi là ngủ nghỉ giải lao, sao gọi là ở nơi việc đi nói rộng cho đến việc ngủ nghỉ giải lao an trụ chánh biết, như có người đi qua lại tới lui kinh hành ở nhiều chỗ, hoặc đến chú xứ thăm bạn đồng pháp, hoặc đi bộ trên đường, hết thảy việc như vậy gọi là đi. Lại như có người đứng ở chỗ kinh hành, đứng trước các bạn đồng pháp, hạ xả lề hòa thượng, các bậc tôn trưởng, các vị đồng bậc với tôn trưởng, hết thảy việc như vậy gọi là đứng. Lại có người ngồi kết già, hoặc trên giường lớn, hoặc trên giường dây nhỏ, hoặc trên tòa bằng cỏ lá, hoặc trên bồ đoàn, hoặc trên ni sư đàn, thần đoàn nghiêm tránh nguyện, an trụ niệm trái lìa. Hết thảy việc như vậy gọi là ngồi.
lại như có người ra ngoài chú xứ rửa chân sạch sẽ, trở vào chú xứ hoặc trên giường lớn, hoặc trên giường dây nhỏ, hoặc trên tòa bằng cỏ lá, hoặc ở nơi ả lạt nhã, hoặc dưới gốc cây, hoặc ở tịnh thất không nhà, nằm nghiêng hông bên phải, chân chồng lên nhau, hết thảy việc như vậy gọi là nằm. Lại như có người ban ngày tĩnh tọa, được pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng, đầu đêm cuối đêm kinh hành tĩnh tọa, được pháp thuận chướng tịnh tu trong lòng, đây gọi là tỉnh thức. Lại như có người thường xuyên tu tập tỉnh thức như vậy, đối với pháp chư thọ, chân chánh thọ, chân chánh tu tập khiến được rốt ráo, như là khế kinh ứng tụng ký biệt nói rộng như trước. Đối với pháp đã lãnh thọ như vậy, lời nói khéo thông lợi, đó là dùng âm thanh lớn hoặc đọc hoặc tụng, lại vì người khác rộng thuyết khai thị. Tùy thời gian cùng các bậc động đồng phạm hạnh có trí và các bậc hiển thiện tại gia năng đàm luận hòa vui, vì muốn khích lệ nhau hay cầu vật dụng, hết thảy việc như vậy gọi là nói. Lại như có người tùy theo điều trước đã được nghe, trước đã tụ tập, dụng lời nói khéo thông lợi rốt ráo ở đời các pháp. Một mình nơi trốn không nhàn, tư duy các nghĩa cần nhắc quan sát, hoặc ở tịnh thất khiến tầm nội trụ, đẳng trụ, át trụ cùng với cận trụ tối cực tịch tĩnh, chuyên chú một hướng đẳng trì, hoặc ở nơi pháp tỳ bát xá na mà tu tập du già, hết thảy việc như vậy gọi là im lặng. Lại như có người vào lúc trời nắng nóng, hoặc vì cái nóng bức bách, hoặc vì công việc vất vả nên sành mệt mỏi, nên phì thời mà ngủ mê say sưa ngủ nghỉ, đây gọi là do quá mệt nhọc mà ngủ. Nếu lại ở nơi sở hữu tự tướng của việc đi cho đến việc ngủ giải lao năng tránh rõ biết, lúc nên đi cho đến lúc nên ngủ giải lao năng tránh rõ biết, như việc nên đi cho đến việc nên ngủ giải lao năng tránh rõ biết, đây gọi là tránh biết. Do người kia thành tựu tránh biết đây, nên đối với việc đi của mình cho đến đối với việc ngủ giải lao của mình, tránh biết mà đi cho đến tránh biết mà ngủ giải lao. Hoặc chỗ nên đi cho đến chỗ nên ngủ giải lao, tức ở nơi kia đi cho đến ở nơi kia ngủ giải lao, hoặc lúc nên đi cho đến lúc nên ngủ giải lao, tức ở lúc đó mà đi cho đến ở lúc đó mà ngủ giải lao, như chỗ nên đi như vậy mà đi, như chỗ nên ngủ giải lao như vậy mà ngủ giải lao, tất cả như vậy gọi là đối với đi, đối với đứng, đối với ngồi, đối với nằm, đối với tỉnh thức, đối với nói, đối với im lặng, đối với ngủ giải lao an trụ tránh biết. Lại nữa, an trụ tránh biết như thế sao gọi là theo thứ tấp, vì hiển việc gì? Như có người nương nơi thôn xóm tụ lạc đình làng mà ở, khởi suy nghĩ này, ta này nên đến thôn xóm tụ lạc đình làng kia mà du hành khất thực. Sau khi khất thực, về lại chú xứ cũ. Ở trong tất cả thôn xóm như vậy, có những cư gia không nên đến. Những cư gia ấy là gì? Đó là nhà truyền lệnh, nhà bán rượu, nhà dâm nữ, nhà của vua, nhà đổ tẻ, hoặc nhà thuộc chiên trả la, yết sĩ na, hoặc lại có nhà một hướng phỉ báng không thể xoay chuyển. Cũng có chỗ cư gia nên đi đến, đó là nhà của những dòng họ lớn, sát đế lợi, nhà dòng họ lớn bà la môn, nhà các dòng họ lớn của những người cư sĩ, hoặc nhà của quan chức, hoặc nhà giàu có, hoặc nhà trưởng giả, hoặc nhà thương chủ. Lại có cư gia tùy lúc mà đến, không đến quá sớm hay đến quá muộn. Hoặc nhà thí chủ gặp lúc bận nhiều việc gấp, cũng không nên đến. Hoặc lúc yến tiệc vui chơi, hoặc lúc trang sức, hoặc lúc có nhiều tệ nạn thế gian, hoặc lúc cạnh tranh cãi vã, những lúc như vậy đều chẳng nên đến. Là như chỗ đến nên như vậy đến, tức không cùng đi với bầy vòi ác hung dữ quấy phá, không cùng đi với xe ngựa ác, trâu ác, chó ác, không vào trốn ổn náo, không dẫm đạp lên gai, không nhảy qua tường, không nhảy qua hầm hố, không nhảy xuống vách núi, không ngâm mình ở nước sâu, không đạp lên phẫn uế, nên như trong kinh Nguyệt Dụ mà đi đến nhà thí chủ, tức là phải đầy đủ tàm quý, sang lìa kiêu ngạo, thúc liễm thần tâm, không cầu lợi dưỡng và cung kính. Nếu ở nơi lợi dưỡng mình thu được mà tâm sanh hoan hỷ, thì đối với lợi dưỡng của người khác tâm cũng phải hoan hỷ như vậy, không tự cao cử, không khinh miệt người, phải sanh lòng thương xót. Lại nên tự giữ tâm này khi đến nhà thí chủ. Há có người xuất gia đi đến nhà người khác mà chỉ mong cầu người thí, không phải không huệ thí, nói rộng cho đến muốn nhanh chóng, chứ không phải chậm chạp. Lại khởi nghĩ này, ta này đến nhà thí chủ, đối với các vật thí được thọ lãnh cần phải biết lượng. Ta cũng không nên vì nhân duyên lợi dưỡng mà hiện tướng mê hoặc lừa dối kiêu trá, dùng lợi để cầu lợi. Khi được lợi dưỡng rồi không nhiễm ô, không yêu thích, cũng không hàm thích mê muội, chấp đắm mà thọ dụng. Lại khi đã đi đến hoặc đang lúc đi đến mà trông thấy các sắc, trong các sắc đây có sắc nên nhìn, có sắc không nên nhìn. Đối với các sắc không nên nhìn,
Phải thông nhiếp căn mắt, khéo nắm giữ hộ chỉ các căn. Đối với các sắc nên nhìn, phải khéo an trụ niệm mà chân tránh quan sát. Sắc của loại nào không nên nhìn là sắc của các kỹ nữ ca hát cười giỡn, hoặc sắc của các hoạt động nhảy múa ca hát. Lại có sắc của các thôn nữ tươi đẹp trẻ trung, nhan sắc mỹ miều. Lại có các sắc khác mà khi trông thấy nàng hủy hoại phạm hạnh, nàng ngần ngại phạm hạnh, nàng khiến các tầm tư ác bất thiện hiện hành. Sở hữu các sắc của loại sắc như vậy thì không nên nhìn. Sắc của loại sắc nào nên nhìn là sắc của thân thể giả suy yếu, sức lực mòn mỏi, lưng còng chống gậy mà đi, hoặc sắc của những người thân mắc phải trọng bệnh đau đớn, thân hình hôi nhơ thối rữa, các căn ám độn chân tay mặt bụng sưng phù, sắc da vàng vọt mụn nhọt, da khô có nấm kẻ lở củi hủi, chịu các thứ khổ bức bách, hoặc sắc của người yểu mạng chết đã trải qua một ngày hoặc hai ngày hoặc bảy ngày bị các loài chim khách, chó đói, diều hâu, chó sói dã can, các thứ báng xanh cầm thú hung bạo đến xé xác ăn nuốt, hoặc xác của người chết rồi để trên giường, trên có màn tre, trước sau có nhiều người thương khóc, đềm thần lăn lóc trên đất, xanh sầu khổ, yêu bì, oán hờn, thương nhớ, áo não. Hết thảy các loại xác như thế ta nên quan sát. Quán các xác đầy nàng khiến thuận theo phạm hạnh, nàng nhiếp phạm hạnh, nàng khiến các tầm tư thiện hiện hành. Vào nhà thí chủ không nên lắc lư thân, khoa tay lắc đầu, vùng tay nhảy nhót, ôm hồng bả vai. Không nên ngồi liền, không ngồi chỗ chưa mời, nên quan sát kỹ chỗ chuẩn bị ngồi. Không nên phóng túng tất cả thân phận mà ngồi. Không nên nhón chân hoặc ngồi chéo ngoãi. Mở chân không quá rộng, không quá hẹp. Tư thế ngồi phải đoan nghiêm. Chẳng nên mở khuy áo để lộ ngực, cũng không cởi áo mà mặc pháp phục. Pháp y phải tề chỉnh, không cao không thấp, không như vòi voi, không như hoa đà la bị héo úa, chẳng phải như đầu rồng. Không nên ôm bát chờ sẵn ở chỗ ăn, không nên ôm bát ở trên chỗ ăn uống, không nên để bát ở chỗ dơ uế hầm hố, khe suối hoặc bên sườn dốc bờ mé. Lại nên thứ tự thọ dùng thức uống ăn, không nên lấy cơm phủ lên canh thịt, không lấy canh thịt phủ lấp cơm, không nên tham lam thọ dụng các món ăn uống. Không có tâm giận hờn khi thọ dụng thức ăn uống, chẳng ăn quá nhanh, chẳng ăn quá chậm, nên vo tròn rồi ăn. Khi ăn chẳng nên gõ bát, không liếm tay, liếm bát, không nên hùa tay dùng trần mà ăn, hoặc xới móc thức ăn mà ăn. Từ nhà thí chủ trở về chú xứ, ban ngày ban đêm kinh hành qua lại ở chỗ kinh hành riêng của mình, đừng đến chỗ kinh hành của người khác. Chẳng được kinh hành những chỗ khó đi, chỗ không thoải mái, chỗ không an toàn, không được đi kinh hành ở những nơi phi xứ này. Chẳng phải vì chế phục thần vất vả mệt mỏi, chẳng phải vì chế phục tâm trạo cử mà tu tập kinh hành, chỉ vì tư duy thiện, tu phẩm thiện, vì thu nhiếp các căn bên trong, khiến tâm chẳng hướng ra bên ngoài loạn động mà tu tập kinh hành. Khi đi kinh hành không được ruồi nhanh, chẳng được hấp tấp, chẳng phải một bề chuyên chú việc qua lại mà tu tập kinh hành, thong thả bước đến, thong thả dừng lại mà tu tập kinh hành. Như vậy kinh hành ở chú xứ của mình, tự viện phòng riêng chỗ riêng mà tăng phân cho, không kinh hành ở các chỗ không được phép. Sau khi đã tu tập kinh hành, lại thực hành việc tu tập tĩnh tọa, hoặc trên giường lớn, hoặc trên giường dây nhỏ, hoặc trên tòa ngồi bằng cỏ lá, hoặc trên ni sư đàn, hoặc ở chốn à là nhã, hoặc ở dưới gốc cây, hoặc ở gò mả, hoặc tịnh thất không nhàn, ngồi kiết già, thần đoàn nghiêm trái nguyện, an trụ niệm trái lìa, vào giữa đêm như phát ngủ nghỉ, và ban ngày và đầu đêm tu tập các phẩm thiện, không nên quá vội gấp. Như vậy đến lúc ngủ phải như trước đã nói, trụ tưởng quang minh, chánh niệm chánh biết, tư duy khởi tưởng, và cuối đêm nhanh chóng tỉnh thức. Lại ở nơi nghĩa luận bàn, hoặc ở nơi đọc tụng siêng tu tập giả hạnh, hoặc phí tu đoạn ở chốn thanh nhàn tĩnh lặng, lúc tư duy pháp phải nên xa lìa điển tích sách vở thế gian, chữ cầu văn từ hoa mỹ trào chuốt bóng bẩy, hay dẫn đến sự vô nghĩa, chẳng thể khiến chứng được thần thông đẳng giác cứu cánh niết bàn. Lại ở nơi chánh pháp mà Như Lai đã thuyết, tối cực thẳm sâu, tương tự thẳm sâu, tương ưng tánh không, các duyên khởi của tánh duyên phải luôn luôn ân trọng không gián đoạn, khéo nhiếp giữ, khéo lãnh thọ, khiến trụ vững chắc không hoại mất. Tất cả như vậy chỉ vì chọn nên chánh hạnh, chẳng vì lợi dưỡng cổ kính xưng khen. Lại ở nơi chánh pháp đầy tuệ khéo quan sát, lời nói khéo thông lợi, ở chỗ chúng hay nói chuyện ổn tạp, không ham vui thân cận tập quen, không vui tạo nhiều nghiệp, không vui nhiều lời, thời thời an trụ chánh niệm, cùng các đồng phạm hạnh có chính luận bàn, an ủi khích lệ, hòa vui thưa hỏi, vui cầu các thiện pháp, không lòng tranh cãi
kiện tụng. Nếu vì người khác tuyên thuyết chánh pháp, phải dùng lời lẽ cẩn trọng hợp lý, chánh trực, lời nói phải tịch tĩnh vui vẻ ôn hòa. Lại nên im lặng, không vui tìm cầu suy nghĩ ở nơi các tầm tư ác bất thiện. Lại chẳng vui tư duy các pháp phi lý. Ở nơi sở chứng của mình xa lìa tăng thượng mạng, ở nơi những điều chứng đắc hạ liệt sai khác không vì vậy mà sanh vui đủ, ở những nơi những điều chứng đắc sâu xa hơn không sanh thối chuyển có rút, thường khéo xa lìa những sự việc không nên tầm tư, thời thời tu tập trì quán du giả, vui đoạn trừ, vui tu tập ẩn trọng, tu tập không gián đoạn. Lại khi thời tiết nóng bức, gắng sức dũng mãnh, phát sinh tinh tấn theo việc cần làm, nên phát khởi vô số mệt mỏi, tâm trở nên hôn muội, ngủ gật phi thời, do đây tạm thời cần phải ngủ nghỉ để khiến hôn muội nhanh chóng dừng dứt. Chớ trải qua thời gian ngủ nghỉ lâu sẽ làm tổn giảm phẩm thiện, chướng ngại phẩm thiện. Vào lúc ngủ nghỉ hoặc đóng cửa, hoặc nhờ bí xô ở bên cạnh trông hộ, hoặc dùng phép ẩn mật trong quỹ tắc tỉ nại ra, lấy y che thân, ở trong chỗ sâu kín đáo ngủ trong giây lát, khiến hết thảy mệt mỏi buồn ngủ đều được trừ sạch. Như thế gọi là thứ lớp trước sau, an trụ tránh biết, đó là nương lúc hành và nương lúc trụ. Lại đối với phẩm thiện trước chưa thú nhập, tâm khởi ra hạnh tác ý như lý, đồng hành diệu tuệ, đây gọi là tránh biết, tức tránh biết đây, lúc hành, lúc trụ, tất cả đều thành tựu trọn vẹn, không chỗ nào thiếu sót. Như vậy gọi là an trụ tránh biết. Phải biết trong đây, hoặc đi hoặc về, hoặc thấy hoặc nhìn, hoặc co hoặc duỗi, giữ tăng giả lề và giữ y bát, hoặc ăn hoặc uống, hoặc nếm hoặc nhai, an trụ tránh biết. Đây gọi là ở thôn xóm. Lúc hành như pháp an trụ tránh biết, hoặc đi hoặc đứng, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc tập tỉnh thức, hoặc nói hoặc im, hoặc ngủ nghỉ, giải lao, đều an trụ tránh biết. Đây gọi là ở nơi trú xứ lúc trụ như pháp an trụ tránh biết. Như vậy đã phân biệt rộng ý nghĩa của an trụ tránh biết. Nghĩa tóm lược của phần này thế nào? Đó là lúc hành có 5 loại nghiệp, lúc trụ có 5 loại nghiệp. Lúc hành, lúc trụ, an trụ tránh biết có 4 loại nghiệp. Như vậy gọi là lược nghĩa của an trụ tránh biết. Sao gọi là lúc hành có 5 loại nghiệp? 1. Nghiệp thân. 2. Nghiệp mắt. 3. Nghiệp tất cả chi tiết. 4. Nghiệp ý bát. 5. Nghiệp ăn uống. Như vậy gọi là lúc hành có 5 nghiệp. Khi nói hoặc đến hoặc về, lại đây hiển thị nghiệp thân lúc đi. Hoặc khi nói hoặc thấy hoặc nhìn, lại đây hiển thị nghiệp mắt lúc đi. Hoặc khi nói hoặc cò hoặc duỗi, lại đây hiển thị nghiệp tất cả chi phần lúc đi. Hoặc khi nói hoặc giữ tăng giả lề và giữ ý bát, lại đây hiển thị nghiệp ý bát lúc đi. Hoặc khi nói hoặc ăn hoặc uống hoặc nếm hoặc nhai, lại đây hiển thị nghiệp ăn uống lúc đi. Sao gọi là lúc trụ có 5 loại nghiệp? 1. Nghiệp thân. 2. Nghiệp ngữ. 3. Nghiệp ý. 4. Nghiệp ban ngày. 5. Nghiệp ban đêm. Khi nói hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi, lại đây hiển thị nghiệp thân lúc trụ. Hoặc khi nói hoặc nói, lời đây hiển thị nghiệp ngữ lúc trụ. Hoặc khi nói hoặc nằm hoặc im hoặc ngủ nghỉ giải lao, ở đây hiển thị nghiệp ý lúc trụ. Hoặc khi nói hoặc tập tỉnh thức, lời đây hiển thị lúc trụ nghiệp ban ngày, nghiệp ban đêm, nghiệp thân, nghiệp ngữ. Hoặc nói hoặc nằm, lời đây hiển thị lúc trụ nghiệp ban đêm, nên biết đây gọi là 5 nghiệp lúc trụ. Sao gọi là lúc hành, lúc trụ, an trụ tránh biết có 4 nghiệp? Lúc ban đầu nương nơi nghiệp hành, nghiệp trụ kia mà phát khởi nghiệp như vậy. Tức ở nơi nghiệp kia, an trụ giữ gìn chánh niệm, an trụ không phóng dật. Nên biết nghiệp đầy nhiếp thuộc chánh niệm, nhiếp thuộc không phóng dật. Hoặc ở nơi việc đầy, chỗ này lúc ấy, tùy việc nên làm, như lượng như lý, như hết thảy phẩm loại của nó. Tức ở nơi việc đầy, chỗ này lúc ấy, như lượng như lý, như phẩm loại của nó, chánh biết mà làm. Do người kia chánh biết mà làm như vậy, nên ở trong hiện pháp không có tội, không trái phạm, không có việc làm ác, không thay đổi, không hối hận. Ở đời vị lai cũng không có tội, sau khi mạng chung không đọc ác thú, không sành trong tất cả địa ngục, vì đắc điều chưa đắc mà tích tập tư lương. Như vậy gọi là sở hữu nghĩa tóm lược của an trụ tránh biết. Trước đã rộng phân biệt, nay đây lược nghĩa, tất cả đều gọi chung là an trụ tránh biết.